Chị Bình Minh ơi, bữa nay là chị quay cái gì vậy chị? Hôm nay chị quay phim, chị quay MV cho anh Lưu Thiên Ân á. Chị đóng vai gì vậy chị? Ma. Ủa, không có con ma nào mà đẹp như vậy đâu. Không, nói chung là con ma này con ma ngoại lệ á. Ồ, con ma mà bới đầu cao quá nha. Ma hồi tưởng á. Ồ, chị đang tính làm Bình Tinh Vlog hay gì? Không, nói chung là một lát hồi chị cũng muốn làm một cái chuyện mà từ đó giờ chị chưa làm là quánh con nhỏ đang quay phim á. Nhỏ này sáng giờ chị me đó đó. Chị ơi, chị nói làm sao chứ đó giờ em bị chị quýnh hoài à, mà chị giấu hay gì ạ? À? Chị là chị không có giống như người ta mà giống như là cái gương mặt phúc hậu thánh thiện, có giọng ca hay mà chị Chị ơi, chị muốn quýnh ai là chị phải nói rõ tên nha. Quýnh con nhỏ cầm cầm, nói chung là mọi người thấy con nhỏ nào mà đăng cái clip này lên là con nhỏ đó bị quánh đó. Chết rồi. Rồi sau cái clip này là Hồng Phượng bị bầm mắt phải không chị? Đâu có quánh thì con mắt đâu. Chị quánh ở đâu vậy chị? Quánh chỗ nào nhô nhô là quánh vậy đó. Chị Liên ơi, chị ra quay đi chị, để tụi em còn quay nữa. Chị ngồi chị chỉnh hoài biết tới chừng nào. Chị không muốn đâu em. Tại ngày nó muốn chỉnh hoài đó. Trời ơi. Chị cho em một cái cây cọ. Trời ơi Ngọc Liên ơi. Ủa chị ơi, bữa nay là chị quay cái gì vậy? Quay cho Lưu Thiên Ân. Chị quay bài gì vậy chị? Đồi thông hả? Nghe nói là chị hát đồi thông 2112 mà có đồi thông 2113 nữa đúng không? Cái ba đó là của Lưu Thiên Ân. Sáng tác đúng không? Bắt chị quay. Bắt chị hả? Chứ chị không thích lắm thì sao? Thích không? Trả tiền là chị thích. Chị quá thực tế, em cũng giống vậy đó. Ok chị, chúc chị bữa nay vui vẻ nha. Còn cái thằng này kỳ quá, người ta quay mà nó cứ đưa cái tay cho cái mặt người ta hoài nè, cho người ta coi cái mặt nó luôn đi. Hồng Phượng có dặn đó là lên sân khấu mặc đồ lên là phải thùy mị. Khi nào thả chứ. Chào nam ca sĩ Lưu Thiên Ân. Ngày hôm nay thì nghe nói là anh quay một loạt bài những ca khúc mà anh thích nhất đúng không? Đúng rồi. Hát với Hồng Phượng nè. Hát với Hồng Phượng bài gì vậy anh? Hát với Hồng Phượng bài Chương Chi Mỹ Nương. Chương Chi Mỹ Nương. Có nghe nói là có Bình Tinh nữa. Bình Tinh sẽ hát với lại Lưu Thiên Ân bài Gà Trống do Lưu Thiên Ân sáng tác. Đó, và một bài hát nữa cũng do anh Ân sáng tác luôn là bài Đồi Thông 2113. Xuất sắc, Hồng Phụ đã nghe rồi, rất là hay luôn. Rồi đây. Nè, bây giờ cho mọi người xem sân khấu ngày hôm nay nha. Em từ lúc đó mời chị Liên ra mình tặng tới. Hả? Ok, chị mời cho ra liền nha. Đây. Đó, với sự đạo diễn và chỉ đạo của Ngô Minh Trọng. Này nhóm múa Vũ Đoàn. Hello, xin chào. Ngày hôm nay thì Hồng Phượng đang quay hình cho nam ca sĩ Lưu Thiên Ân. Thì gì vậy? Sao vậy? Tự nhiên cười là sao? Mắt cười. Mình tên Bình Tinh. Mình tên thấy được nửa mặt chị à. Tại thấy cái giọng của Hồng Phượng ở đây với lại ở ngoài nó khác quá, tôi mắc cười. Lên hình sao nó dịu dàng cái vậy quá. Ở ngoài nó chửi chị nó như con nó vậy đó cả nhà. Đây, cái này làm sao? Cái này là chị đang chặt em. Không, không sao, chị nói vậy à, chị đâu chặt cái gì đâu. Không hề, mọi người đều vẫn rất là biết cái giọng nói của Hồng Phượng là vậy đúng không? Mọi người đừng nghe lời chị Bình Tinh, bởi vì chị Bình Tinh ganh tị Hồng Phượng đó. Hồng Phượng mặc bộ đồ xanh còn chị mặc bộ đồ trắng, chị không có màu cho nên là chị ganh tị luôn. Trời ơi, anh qua tới luôn hả? Để anh qua lấy cái đầu. Qua đồi đồ đó. Trời ơi. Xin lỗi anh là chị Bình Tinh cũng chưa quay và em cũng chưa quay luôn. Em có mặt ở đây tại lúc này là 10 giờ sáng. Và tới bây giờ là gần 5 giờ chiều là chưa được quay. Thì như mọi người biết á, là khi mà làm cổ trang á, mặc dù là mọi người á, thấy là hả, chỉ là gắn bông, gắn hoa rồi này nọ rất là đơn giản, nhưng sự nó là một sự kỳ công. Sáng giờ là chị Nga làm cho ông Phượng từ lúc 11 giờ trưa cho đến bây giờ là 5 giờ chiều là ông Phượng đã chịu đựng cái đầu này 6 tiếng đồng hồ rồi đó. Và rất là nặng, mà cứ cảm giác nó cứ bật ra đằng sau á. Cho nên là hả, làm cho mình á, hả, cảm thấy nó nặng. Nhưng mà mọi người thấy không, nó lung linh vô cùng. Không? Nè tóc nè mọi người, tóc dài vô chưa, tóc này là tóc thiệt đó, tóc này là tóc thiệt đó mọi người, gắn trắng lượng gì vậy đó, cho nên là mình rất là đẹp và thức tha. Nó rồi thêm bộ đồ này nữa. Còn bây giờ ca Mỹ Nương á, Mỹ Nương trong Chương Chi á, trong bài hát Chương Chi Mỹ Nương hát song ca cùng với anh Lưu Thiên Ân, mọi người cũng ủng hộ nha. Học bài trắng của Chi Ly đó, xem ủng hộ cho bài hát này.
xe vai qua đây tí xíu, đây ok, chở mặt qua đây tí xíu đó, tôi nhớ góc của cô mà. Ok, quay nha, đợi xíu, quay nha. Ok, rồi. Ok, gái. Đi quay nha. Đẹp. Cận nữa nè, diễn tay gần nè. Hạ càm tí nè. Đó, đá càm vậy cho anh. Đánh tay, đúng rồi. Mở bàn tay tí xíu. Ok, đá càng, đúng rồi, giữ nguyên. Ok, nguyên dáng nè. Đâu? Gió đèn này ra tí xíu. Thank you.
đi.